Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha Hôm nay vườn con lên một lô hoa giấy Hôm nay là lô ngày trưa ngày 10 tháng 3 năm 2023 nha cô chú anh chị Vườn con hôm nay lên một lô gồm có hai cây bướm tím, một cây tím pháp, một cây cẩm thạch tím lá nhỏ và một cây vàng fantasy nha giá là con bao ship gửi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng khi thanh toán nha mấy cái hoa mấy cái nụ lớn như này thì có thể nó bị rụng nha cô chú anh chị nhưng mà gốc là con đảm bảo đúng gốc luôn con ràng bo rất là kỹ sẽ không có bị gãy bo nếu mà bị gãy bo thì cô chú anh chị mình có thể không nhận còn cây là con bảo hành cây một tháng luôn nha Nếu mà trong vòng một tháng làm đeo đúng hướng dẫn của con Mà nếu mà cây chết thì con sẽ hoàn tiền cây lại cho cô chú anh chị mình luôn Cho nên cô chú anh chị mua hàng bên con thì cứ yên tâm nha Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853 Số này con có Zalo luôn nha. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn xem hình ảnh qua Zalo á thì cứ liên hệ qua Zalo con nha. sẽ bắt đầu từ cây số 1 Cây số 1 là một cây bướm tím nha chú anh chị Bướm tím đang có hoa luôn nha Mã số 1 này hoành 15 rưỡi Cao 80 và tán ngang 65 Mã số 1 này con giao lưu với giá là 350 ngàn con bao ship Đây cái đế mã số 1 nha Phần 4 nhánh đi lên đây là bộ đế nha đây là bộ đế mã số 1 bên đây có cắt mấy nhánh nha cô chú anh chị này là cắt giống á mới cắt giống á mà chưa có cắt hết á cho nên cô chú anh chị mình về mà thấy vậy rồi đừng có là con quay là con nói luôn nha chứ không phải là con cắt rồi con mới gửi nha trước khi quay là sẽ có mấy cái vài dấu cắt nha Mấy cái bò bên đây là vẫn làm giống được bình thường nè. Mấy cây bên đây là ghép được luôn rồi nè. Một cây bướm tím, giống cũng khá là mới nha. Mã số 1 350 000 con bao ship mã số 1 luôn. Một cây phân 4 nhánh đi lên đang hoa. Mã số 2. Mã số 2 tiếp tục là một cây bướm tím nha, bướm tím đang hoa cây này à, hoành tới 20 nha các chú anh chị hoành 20 hoành to luôn một nắm tài nắm không hết luôn á đế đẹp hoành to đế đẹp luôn hoành 20 cao 75 và tán ngang 80 mã số 2 này con giao lưu với giá là 400.000 con bao ship nha cây phân nhánh như thế này cây phân 6 nhánh 1 2 3 4 5 6 6 nhánh nha cây 6 nhánh nó bung xòe rất là nhiều nhánh luôn nó rất là đẹp. Đây. Mã số 2 400.000 con bao ship, cây tàn đẹp luôn. Đây. Đây là mã số 2 nha chứ anh chị. Mã số 2 cây phân 6 nhánh hoành 20. Mã số 3 Mã số 3 là một em tím Pháp. Tím Pháp nha, màu hoa tím đậm nha. Nếu mà nó so với bướm tím thì màu nó đậm hơn nè, đây là tím Pháp, còn đây là bướm tím, nó so với bướm tím thì tím Pháp nó đậm hơn một bậc nha. Tay dán độc lạ miền Tây luôn. À mười 16 và cao 80, tán ngang 65. Mã số 3 này à, 370.000 con bao ship nha Đây dáng nó lạ lạ Cây này phân 6 nhánh nha cô chú anh chị Đây Cây phân 6 nhánh Như thế này Đây là bộ đế Đế của cây số 3 nha ừ, Quay sau lưng coi có gì lạ lạ Nó cũng tương tự như cái ân trước vậy đó lấy đẹp luôn nha để to đẹp luôn quanh 16 cao 80 và tái nghe 65 mã số 3 370.000 con bao xếp nha cây tím pháp mã số 3 đây quay xa cũng rất là đẹp tới mã số 4 là một cây cẩm thạch tím lá nhỏ siêu hoa cái dòng này là dòng tím đậm lá nhỏ nha chú anh chị dòng này cũng rất là dễ cho hoa cây này hoành 13, cao 85. Mã số 4 này con giao lưu với giá là 270.000 con bao ship nha. Đây là cái đế, đế rất là đẹp luôn. 4, có 4 cái rễ chính nha. tổng cộng có 4 cái rễ chính. Đế uống éo luôn. Cây phần nhánh như thế này. Cái phần hai nhánh nhưng mà một nhánh bên đây nó ra thêm ba nhánh nữa là tổng cộng có 4 nhánh nha cây cẩm thạch tím mã số 4 270.000 con bao baoếp nha con qua mã số 5 mã số 5 tiếp tục là một cây cẩm thạch tím Cây này chỉ có một cái rễ thôi nhưng mà một cái rễ nó uốn éo chứ nó không có đi thẳng. Cây này hoành 11 rưỡi và cao 90. Mã số 5 này con giao lưu với giá là 250 000 con bao ship. Một cây phân hai nhánh nha cô chú anh chị. Đây là cái độ đế của cây số 5. Mã số 5 chỉ 250 000 con bao ship nha. bướm tím này rất là dễ làm tàn á này con mới cắt tàn là nó đang ra tàn nè mấy cái nhánh nhỏ này nè con nó nó cũng đang ra tàn và rang ra nụ nữa nè nó đang ra nụ rất là nhiều luôn mấy nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ, trong đây nè mấy cái nách lá của nó nó bắt đầu nó ra nụ xong một đợt hoa là chuẩn bị nó làm tàn tiếp tục á cây này hai tầng nha chú anh chị ba tầng luôn đây một tầng, đây một tầng và đây một tầng. Mã số 5 250.000. Còn qua mã số 6 nha. Mã số 6 là một cây cẩm thạch. Cây này thì nó nó mới xong một đợt hoa rồi. Này chuẩn bị là là dưỡng tàn à. Mã số 6 này hoành 12 rưỡi và cao 70. Mã Cây này con cũng giao lưu với giá là 250 000 con bao ship. Cây phân 5 nhánh nha chú anh chị. Cái cây này đã vào chậu lục giác sẵn rồi mình về mình chỉ cần là thêm phân cho nó đầy cái chậu là ok. Mình không cần sang chậu thời gian nữa mình hãy sang chậu. Mã số 6 rưỡi Qua mã số 7 dành cho cô chú anh chị mà yêu thích màu vàng á Đây Yellow Fantasy nha Vàng Fantasy Dòng vàng lá đớm Đây Cái bộ lá của nó là cái đọt non của nó là giống giống như tím Pháp vậy đó Hoa thì hoa màu vàng nhưng mà đặc biệt cây này nó có hơi lỗi cho nên con bán rẻ Cây này cái gốc rất là đẹp luôn Nhưng mà nó bị lỗi nha Nó bị lỗi ở đây nè Nhưng mà nó đang ra rễ Nó có một rễ ở chỗ này Nó đang ra rễ ở trên xuống nè Cây này hoành tới 22 luôn á Hoành 22 cao 60 Mã số 7 này con bán chỉ 230.000 con bao ship cho chú anh chị mình về làm giống nha nó 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 bị một rễ chỗ này nhưng mà cái cái những cái rễ khác nó vẫn còn sống nha cô chú anh chị với lại cái chỗ rễ này nè nó đang ra rễ mới nè nó đang ra rễ mới nè là cái cây này đảm bảo là không có chết với lại còn có bảo hành cây mà cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha nó bị hư một cái rễ này nhưng mà mấy cái rễ kia thì nó vẫn còn sống nó vẫn còn phát bo bình thường nha Mã số 7 230.000 con bao ship nha. Cây hoành 22 và cao 60. Này. tới đẹp luôn, lùng lực. Cái này ghép lùng lực vào chậu lục giác sẵn luôn. Một cây vàng fantasy. Rất là đẹp luôn. Cái màu này nhân giống ra cũng thất rất là dễ thương. Hoa giấy màu vàng. này Màu vàng rất là sáng nha. Cái hoa của nó nè. Đây là tổng thể cái cây nè lùng lực Lùng mà lật luôn á Cây to luôn á Mà bị cái là nó bị lỗi rễ nha Cây này chỉ 230.000 con bao ship thôi Cho cô chú anh chị mình về làm giống Hôm nay con có 7 cây nha Cô chú anh chị mà sưu tầm cây nào Thì cứ alo số điện thoại của con Số điện thoại con là 0358 899 853 Số này con có zalo luôn nha Cảm ơn cô chú anh chị đồng hộ vườn của con